Rồi xin trình bày ngắn gọn với các bạn về cuộc đời Duy Nguyễn. Giờ rất là sợ phốt truyền thông nha các bạn. Nên hôm qua có một cái hiện tượng trên mạng là một cái video của Duy Nguyễn up lên bị cắt. Bị cắt khúc á, thì up lên trên mạng á, thì được gần 3 triệu view trong đêm. Wow. Sáng dậy thấy bực mình. Nói chung ba vô comment thì cũng rất là nhiều comment khiếm nhã. Thì thật sự là để cho Duy Nguyễn nói một cái. Những cái video đó nó nằm trong một cái series gọi là Gym Nữ Tâm Kinh Ngoại Truyện. Thì cái video này nó hướng đến những cái đối tượng cụ thể sau đây. Một là couple quật cao. Couple quật cao là những cái bạn trai gái yêu nhau trong phòng gym á. Các bạn trai gái bạn yêu nhau bạn dẫn đến THL Gym Center bạn xuống tiền 3 năm á. Là cái đối tượng đó đó. Đó là các bạn xem những video này các bạn tập các bạn hỏi. Rồi các bạn chỉ cho bọn bạn gái bạn hay là bạn gái bạn chỉ cho bạn trai gì đó. Cái chuyện đó là chuyện couple quật cao của đối tượng thứ nhất. Cái đối tượng thứ hai là cái đối tượng là dành cho những cái bạn nữ ở nhà đó xem video của Duy Nguyễn và tự tập. Chứ không phải là xem video của Duy Nguyễn xong rồi kêu PT tập cho giống vậy. Không phải nha. Cái này không phải. Và cái thứ ba nữa đó là dành cho những đối tượng PT xem video của Duy Nguyễn để chỉ cho nữ nhưng mà không phải là chỉ như Duy chỉ. Ok. Tại vì Duy ở đây không phải là PT. Đó, mà Duy đang vô vai là một couple quật cao, tức là hai người mà yêu nhau á mà tập chung với nhau trong phòng gym. Duy Nguyễn là một model nam và người model nữ của Duy Nguyễn là như vậy. Đó, còn các bạn đang xuyên tạc hình ảnh là Duy Nguyễn này nọ lợi dụng đụng tay đụng chân vậy đó, đó là suy nghĩ hàng ngày của các bạn. Nó các bạn không phải là những cái đối tượng xem video của Duy Nguyễn là gymer. Duy Nguyễn đang truyền tải một cái dự án rất lớn, đó là gym nữ tâm kinh. Nó và sẽ có nhiều model nữ xuất hiện. Mà đã là model nữ đóng vai vô cái vai này đóng chung với Duy Nguyễn á, thì mang tính chất thì các bạn có thể hiểu rằng hai cái cặp đôi đang yêu nhau tập gym. Có dùng chữ gym nữ tâm kinh mà. Tấm hình bìa là gì? Một chàng trai nắm tay một cô gái dẫn đến phòng gym thước tha đầy mạnh mẽ. Nó xin các bạn hiểu đúng chủ đề của tôi. Và các bạn cũng đừng có xuyên tạc những cái chủ đề video mà bạn comment những cái lời nói khiếm nhã. Thì Duy có nói chung là cũng có đi vô coi các bạn comment có. Nhưng mà Duy Nguyễn không trả lời. Tại vì Duy Nguyễn không cần phải trả lời những comment đó. Nhưng mà đa phần những comment đó đó thì xuất hiện đến từ những thành phần gato, những thành phần fan của ông thần Y, rồi những thành phần anti của chị Hằng. Thì đâm ra vô chọi đá Duy Nguyễn cho nó vui thôi. Và thứ hai nữa là các bạn toàn ở đâu có đâu không à. Các bạn không phải là người tập gym mà các bạn cũng xấu quắc nữa. Đó, nên nhiều khi các bạn thấy gato với Duy Nguyễn, tại sao Duy Nguyễn lại có gái đẹp này nọ kia, rồi tại sao Duy Nguyễn lại có thể diễn những cái thước phim mà nó gọi là nó vui, nó funny, đúng không? Bạn cảm thấy cô gái trong video, trong model người ta cười, mà cười nó bích cả mùa xuân luôn. Mà các bạn cứ vô dai giống như nạn nhân khổ lắm này nọ kia. Các bạn từ giống như bạn mắc bệnh gato, các bạn đi đâm chọt từ lưa hộp dưa hết. Nói chung là mình cũng khổ quá. Nha, thì video trên mạng mà. Bây giờ lời khen tiếng chê đó là tùy của mọi người. Còn Duy cũng rất là ghi nhận góp ý của những cái anh chị em lớn tuổi. Nhưng mà ở riêng cái điểm này thì các anh chị em lớn tuổi á, thì cho Duy Nguyễn có thế giới của mình đi. Cho Duy Nguyễn có thế giới của mình. Duy Nguyễn biết rằng anh chị em cũng rất là tốt. Nhưng mà cái thế giới này chúng ta không thuộc về nhau. Cái lĩnh vực của Duy Nguyễn hoạt động các bạn không am hiểu. Và cái sự việc của Duy Nguyễn đang làm các bạn cũng lại càng không hiểu. Đó. Nên gym nó cần có những cái tác phẩm mà đối với Duy nó là nghệ thuật. Tác phẩm Gym Nữ Tâm Kinh nó là một trong những hai dự án mà để đời của Duy Nguyễn. Ở Việt Nam thì không ai dám làm nhưng mà Duy Nguyễn sẽ làm. Nó couple quật cao thì thế giới nó làm kiểu khác, nhưng mà Duy Nguyễn sẽ làm kiểu khác. Các bạn nên nhớ, đây là thể loại couple quật cao, tức là hai người yêu nhau tập trung với nhau, chứ không phải là cái thằng này dạy cho vợ con kia. Duy Nguyễn cũng phải làm BT và Duy Nguyễn cũng có dạy BT dạy như vậy. BT dạy là trách nhiệm nghề nghiệp lương tâm nó khác nhau. Còn đây là một cái thể loại video hoàn toàn khác. Mong các bạn hiểu các bạn đang xem thể loại video là gì. Và các em nào mà có cắt clip thì cũng phải ghi chú rõ ràng đây là trích đoạn trong series dài tập Gym Nữ Tâm Kinh Ngoại Truyện. Thể loại thì có bồ cao gì đó, dành cho hai người yêu nhau tập gì đó, hay là dành cho những bạn nữ nào đó muốn tập gym mà không có tiền theo PT. Thì cái giá trị tốt đẹp của Duy Nguyễn sao bạn không comment, bạn không khen. Nếu mà không có những cái video của Duy Nguyễn thì các bạn sẽ còn tốn tiền thuê PT dài dài. Wow. Đó. Còn nếu mà không yêu thì đừng nói lời cay đắng. Các bạn không nằm trong giới gym. Các bạn không hiểu mà các bạn chỉ là đến từ anti người này người kia, xong bạn qua bạn thả pháo, bạn cắn nhiệt tình quá, tôi cũng chịu luôn. Đó, đây là lời trần tình ngắn gọn của Duy Nguyễn.
Thì sau này có dịp gì Quyền sẽ thường lên bài tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn nghe lời trần tình của mình.